Chào các bạn, mình là Hợp và ngày hôm nay mình rất vui khi có thêm một tip khác để chia sẻ các bạn, giúp các bạn tiết kiệm tiền khi đi shopping và không cần phải đợi chương trình khuyến mãi. Đây là cái chương trình rất là đặc biệt, chỉ dành riêng cho sinh viên mà thôi, cho nên đây là một cái lợi ích rất là lớn. Mình sẽ dùng máy tính của mình để hướng dẫn cho các bạn. Như thôi mình. Nếu như các bạn chưa biết thì đây là website myunidays.com. Nó còn có trên app nữa, app là Unidays. Đây là website được liên kết với các trường học để tạo ra những cái code khuyến mãi cho học sinh, sinh viên khi mua đồ, không cần phải đợi chương trình khuyến mãi. Website này nó liên kết rất là nhiều các cửa hàng retail khác nhau. Nhưng mà để sử dụng được cái website này á, mình cần phải có email của nhà trường và đăng ký bằng email của nhà trường thì mình mới làm được. Đầu tiên, Hợp rất cảm ơn bé Mai Trịnh và Lương Nguyễn đã hỗ trợ cho Hợp cái phần tài nguyên Hợp đăng nhập vào tài khoản ở đây. Thì đầu tiên mình cần phải đăng nhập tài khoản trước. Ok, thì ở trên giao diện của website này thì mình sẽ nhìn thấy các lựa chọn khác nhau. Thì bây giờ thí dụ mình thử chọn vào quần áo đi. Thì ở đây nó có rất là nhiều nhãn hiệu khác nhau, giống như là H&M, American Eagle hay là Adidas. Này là cái nhãn này, nhãn yêu thích của Hợp. Thử chọn hàng nhãn này đi. Okay. Khi mà nhấn vào á, thì người ta sẽ cho mình lấy cái code để được khuyến mãi 15% off và miễn phí shipping luôn. Ok, lấy thử cái code này. Bây giờ mình sẽ qua website mình mua đồ thử. Ok, ở đây thì có một lưu ý là đối với những sản phẩm mà nó ghi rằng là không được khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào á, thì mình sẽ không sử dụng được. Nhưng mà đối với những sản phẩm khác thì mình có thể sử dụng. Cái đôi này thì không được sử dụng nè. Mình qua thử lựa chọn thứ đôi khác đi coi. Đôi này được sử dụng nè. Giá gốc là 130 đồng. Bây giờ mình sẽ add nó thử vào cái giỏ hàng size và size chính. Còn đôi cuối cùng. Okay, bây giờ mình sẽ lấy cái code mà nãy Unity đây cho mình. Mình bỏ qua bên đây. Thì bây giờ mình sẽ được discount tới 15%, nghĩa là 19 đồng 50 cent. Vậy là rất là dễ dàng để sử dụng. Hợp sẽ làm thêm một video hướng dẫn tạo tài khoản Unidays và bạn có thể tìm một cái link ở phía bên dưới. Các bạn có những cái tip hay thì xin hãy liên hệ với Hợp để chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.